xem cái những cái video clip để nói về cái cách chữa cái đục sống cổ. Thì mọi người biết đó, thoái hóa cột sống cổ đó, là cái bệnh mà gọi là thời đại hiện nay rất là nhiều người bị. Và như vậy á, là cái cách mà xử lý á, thì nó cũng đa dạng ha. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là cái thời gian mà bị cái đốt sống cổ, thoái đốt sống cổ á, chúng ta thường là rất là mờ nhạt và chúng ta ít có quan tâm đến. Như khi nào mà nó nặng lên rồi á, là đau đớn nhiều rồi các thứ rồi chúng ta mới đi bệnh viện khám. Rồi khi mà khám ra rồi thì ôi thôi nó cũng đã bắt đầu là trễ rồi ha. Và như vậy á, là cái triệu chứng của thoái hóa cột sống cổ như thế nào? Thứ nhất là đau mỏi nhất cái vùng cổ nè, vận động cổ khó, rồi xoay qua trái rồi quay ra quải, hoặc là cúi xuống hoặc là bật ngửa ra là rất là khó khăn ha, tùy theo cái động tác. Nhưng mà cái điều mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng nhất á, là hai cái cánh tay chúng ta là bị tê ha, và đôi khi mất cảm giác. Mà cái điều mà rõ nhất á, là chúng ta nắm cái bàn tay á, ta bóp cái bàn tay vô thì ta thấy cái bàn tay của mình nó yếu đi ha, là nó như không có sức lực vậy đó. Thì như vậy á, là cái do cái chèn cột sống cổ mà nó gây ra một cái hiện tượng như vậy. Nếu mà không chữa thì cái cánh tay và bàn tay có thể tê liệt. Một cái điều mà chúng tôi muốn nói đến ở đây á, là mà rất là đáng tiếc, như tôi đi dạy ở bên bên Đức á, thì rất là nhiều người bị mắc như thế này. Nhưng mà khi bị mắc cái chứng thoái hóa cột sống cổ rồi bị ảnh hưởng cái tai á, thì thường thường là bác sĩ đề nghị mổ hết ha. Và tôi thì tôi là đứng về nguyên lý của tôi thì khi mà bị đốt sống cổ á, là chúng ta phải điều trị nội khoa, tức là điều trị một cách bảo tồn, cách tích cực. Chừng nào mà kêu bằng không còn cái cách nào lối thoát nào hơn á, thì chúng ta mới dẫn đến cái chuyện mà đi 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 mổ, chứ còn không phải cái nhất thiết là cái chuyện gì cũng phải mổ. Ngoài ra là những cái triệu chứng kèm theo nữa, thí dụ như có cảm giác đau buốt ở vùng cổ, nhưng mà rõ ràng là ở cánh tay ha, và mỗi cái cử động mà mình cảm thấy đau đớn. Nhưng một điều mà tôi muốn nói với mọi người, cái đốt sống cổ khi mà bị tổn thương không phải chỉ có đốt sống cổ không, mà nó còn kèm theo một cái nữa là bao giờ cũng vậy, hãy bị đốt sống cổ là bị đốt sống lưng, mà hãy bị đốt sống lưng thì thế nào cũng bị đốt sống cổ. Đó là một cái sự liên quan giữa cái bệnh về về cuộc sống ha. Cho nên nó là nó tương ứng với thận thủy khí mà tôi thường hay nói từ trước tới nay. Và cái điều mà rõ nhất là buổi sáng khi mình ngủ dậy á, hoặc là bị thay đổi thời tiết á, thì cái khớp cổ cứng ngay ha, và chúng ta rất là khó chịu. Và khi bị cứng cổ á, thì không có tự đi lại được, bởi vì là mình đi nó cứng ra, cái nhiều khi là mình cứ đi niễn niễn hoặc là xoay cổ rất là khó khăn. Và muốn xoay cái cổ một cách là thoải mái như mà những người khác thì ta làm không được ha. Rồi có người mà bị nặng hơn á, thì ho và hắt hơi cũng thấy đau ha, rồi tại vì nó chèn cái dây thần kinh á. Cho nên á, là có những lúc mà đau ở vùng gáy hoặc cả mảng đầu về sau ót của mình á, rồi lao lan tỏa, có nhiều khi bên phải, nhiều khi bên bên nửa đầu trái ha. Và nói chung là cái mà làm cho chúng ta khó chịu nhất nữa là có những cái triệu chứng như là đứt cục nè, ngáp chảy nước mắt rồi chóng mặt nha. Bởi vì nó, mọi người thấy hiểu một điều nè, khi nó chèn cái cột sống cổ, thoái hóa nó chèn cột sống cổ á, là nó còn chặn cả cái động mạch, đó là động 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 mạch cổ á, và đưa lên đầu làm cho thiếu máu não, nó làm cho thiếu oxy đến não. Nói chung là muôn vàn cái rắc rối khi mà đem xảy ra đối với chúng ta. Do đó là tôi, cái lời khuyên của tôi á, là mọi người á, là chú ý khi mình có những cái triệu chứng mà tai mỏi, cái tai mình là mỏi yếu hoặc là nắm bóp khó rồi ha, hoặc đau cổ, chúng ta phải nhất thiết là phải 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 phải, phải điều trị ha, phải tiến hành là chữa bệnh ngay, không có nên mà chủ quan ha. Và như vậy á, là nếu như á, là chúng ta điều trị á, là ngoài cái chuyện mà tác động mà của phương pháp thập chỉ liên tâm ra, thì cái điều cơ bản nhất vẫn là chúng ta là người quyết định. Cái mà điều mà tôi buồn nhất là nhiều anh chị em đến đây á, hoặc là sau khi xem xong thấy cái là muốn đến để chữa không à. Mọi người nhớ là cái chữa
của thập chỉ liên tâm chỉ giảm bớt một phần nào thôi. Chúng ta còn phải dùng nhiều cái cách khác nữa. Mà những cách đó là cách gì? Mọi người nhớ chưa? Ngay cái chuyện mà người mà béo phì nè ha, rồi cái nó cũng làm chèn ép cái cột sống cổ nè ha. Do đó là cái nguyên tắc điều trị của thập chỉ liên tâm á, là mấy điều. Điều thứ nhất là mình sẽ dùng loại nước. Bây giờ tôi nói điều trị tổng thể nha, loại nước mà có tính kèm. Thí dụ như tôi vẫn dùng là nước Kangen. Thì cái tính kèm để nó điều hòa cái vấn đề giữa axit và kèm. Bởi vì cái khuynh hướng như tôi đã nói nhiều đó, từ 50 tuổi trở lên là axit bắt đầu tăng trong cơ thể. Và chúng ta cần phải uống nước kèm để cho nó cân bằng lại. Tất nhiên là kèm chúng ta uống kèm 8.5 thôi là vừa rồi. Cái thứ hai là chúng ta học cái cách bỏ đói cơ thể vào buổi sáng. Cái thứ ba là hút không khí. Cái thứ tư là uống nước ớt. Và cái cuối cùng nữa là gì? Cái cuối cùng nữa là không bao giờ quên, đó là chườm đá nóng ở vùng gan và chườm đá nóng ở động mạch cảnh, rồi chườm đá nóng ở cái động mạch cổ. Mà tối mình đi ngủ đừng có bao giờ quên là chúng ta sẽ chườm nóng ở vùng gan, chườm đá nóng ở động mạch cổ và động mạch cảnh. Thì như vậy nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái vấn đề điều trị cái thoái hóa cột sống cổ của chúng ta. Ngoài ra là ở bên là cái Hàn Quốc á, họ có một cái đai để mà nâng cổ, và chúng ta sẽ kết hợp dùng cái đai nâng cổ đó và nâng cổ hàng ngày. Mỗi ngày á, là chúng ta nâng cổ 2 lần, một lần chúng ta nâng cổ khoảng độ 30 phút, và làm liên tục như vậy trong vòng 3 tháng. Ngoài cái việc áp dụng phương pháp của thập chỉ liên tâm ra rồi, thì chúng ta kết hợp nâng cổ, kết hợp những cái phương pháp mà tôi vẫn đề cập với mọi người. Xin chúc mọi người thành công, và xin mời các bạn xem cái video clip mà tôi đã chữa trị về cái đốt sống cổ. Nhưng nhớ một điều nha, đốt sống cổ chúng ta điều trị không phải chỉ đơn thuần dùng thập chỉ liên tâm là khỏi, mà phải kết hợp. Một lần nữa tôi nói rõ với mọi người, một lần nữa là chúng ta phải kết hợp với phương pháp nâng cổ của cái đai nâng cổ của Hàn Quốc, cộng với những cái gì, những cái phương thức mà của thập chỉ liên tâm vẫn thường khuyên mọi người thực hiện. Xin chúc mọi người thành công. Bị gì? À, 10 năm rồi. Em đứng dậy, em dí dậy, em chỉ cho tôi coi cái điểm sao đó. Đó. Đây, thả, đây. Đây, thả ra. À, nhấn cái này đào. À, nó lồi đi rồi. Thấy lồi rõ rồi. Dạ, với một cái tên gần trên lưng thầy. Nó đã có, nó đào quá, em mới là nó tan vô, nó đụng nè. À, rồi, thấy. Rồi. Ok. Cách này khoảng 2 tháng là em bị cao huyết áp nữa. Ừ. Mới bị. Cái em lên như phụ bị cái thay thật. Rồi, đứng dậy. Rồi uống thuốc thì sao? Dạ, thấy đã. Bữa mặt đi không nổi. Rồi. Đi không nổi. Rồi bây giờ làm gì? Dạ, cũng bán. Rồi, cũng bán thôi. Ở đây bán chợ nào? Dạ, em ở Bình Chánh, đi lòng. À, Bình Chánh là mình thuốc xa ở bên kia phải không? Dạ, đi lòng. Bình Chánh thì cực quá. Mỗi lần như vậy hả? Hôm bữa em chưa học nó rung, nó đã đỡ. Nó đỡ rồi. Cái đó là nó là cái cột sống lưng. À,
Rồi, ai giúp dùm? Thanh niên. Phải lựa người to khỏe em. Có người to khỏe đây. Người to khỏe. Rồi, lót lên cái này. Rồi. Em là em dịnh cho đây nè. Hai cái xương này nha. Em đứng lên đó. Đây. Đây này. Thấy không? Anh để mình giữ lại. Yeah. Ok. Em bị là bà bao nhiêu năm chứ? Dạ, cả 2003. Rồi, bây giờ bị quá lâu ha. Rồi, dính chân nha. Rồi, xong rồi. Rồi, bây giờ em xào lại cuộc sống luôn nha. Xào rồi. Ê, lặn vô chưa? Anh ê, nhưng mà giờ nó xếp vô rồi nè. Hồi nãy nó nhô ra nè. Rồi bây giờ em ra lên đây coi nó mất chưa. Hồi nãy là tôi cần hai người để tôi kéo thật mạnh cái cuộc sống để trở lại bình thường. Đó, bây giờ đỡ ra chưa? Rồi, ok em nằm xuống đi. Nằm đầu đây. Nằm nguyên. Ok. Cái đó sẽ tính được. Rồi, chân này co xuống nè. Đó, sang xuống nè. Đúng không? Cái này nó xuống rồi. Hả? Đó. Ê, rồi. Vậy mang tiền đúng không? Quay vô đây đi, ngồi xuống đây. Xuống rồi. Rồi, coi lên tí xíu. Đang chặt lên. Rồi, cái điểm đau là ngay chỗ này nha. Đây không? Cái nào? Sao mất rồi? Đỡ đau hơn như cái này rồi. Ngày đó. Ừ. Chính xác mới được. Rồi, nằm nghiêng ra. Nó ra đó. Đứng gần. Mềm đó, vậy đó. Nó lỏng ra. Bây giờ lỏng hết nữa. Thôi. Tức là đã chỉnh cái cuộc sống lên này với chỗ này trở lại bình thường rồi đó. Bây giờ em đi đứng cử động lên coi. Cái tay mình nó ảnh hưởng luôn đó. Cái sao? Giờ hết đau rồi hả? Rồi đi. Nó điều chỉnh hết mà. Tại nó chèn hết mà. Chân xuống tay ghê lắm. Chân này. Hết tay chưa? Đó. Đã. Mình ngồi chút xíu là làm đứng dậy lên rồi. Rồi. Tay này. Rồi, ngồi xuống đứng dậy, ngồi xuống đằng kia đó. Rồi quay mặt ra kia kìa, quay mặt trên kia đó, ngon là đâu chưa? Đứng thì ngon là. Rồi. Rồi bây giờ, tạo lại cái cuộc sống đi. Bên đó nó còn gồ nữa. Đấy, tôi đẩy vô hết rồi đó. Hết đau rồi mà nó vô cuộc sống nó vô hết. Dạ, nó liền hết rồi. Nó vô thì đâu.
nhói dữ lắm. Ừ. Rồi dữ lắm luôn. Xong xô. Rồi, nhà ở đâu vậy? Nhà ở Phú Yên. Ở Phú Yên vô đó nhé. À, vậy là cái phe Phú Yên hổng rài là Bình Định rồi vô đây hào hào lão ngoài đó là tuyên truyền vô đây phải không? Đó, coi trên mạng trong cái anh chị hỏi phải xem. Ồ, nha. Vậy hả? Cái khác nữa thì hả? Tại vì rồi Phú Yên vô đây nhiều lắm, Bình Định vô nhiều lắm. À. Coi trên mạng. Coi mạng là sao? Là thấy không? Cửa tay biến rồi rất là hay. Ừ. Chị bị bao lâu ạ? Đi 5 năm rồi. 5 năm rồi. À, rồi đi vô. Lần đầu tiên bị á, năm 1 thì điên. Ừ. Nó bị rối loạn thần kinh, nó lên ám 185 không ngồi được. Ừ. Nằm nghe đơ thôi. Rồi. Nó bắt đầu lên nào. Rồi đúng rồi, chỉ bằng xoay một cái chút xíu là nó đã làm đảo lộn hết. Đảo lộn hết. Hồi nãy giờ học cái bài mà Kiên có nói cho biết là cái rối loạn thần kinh sao rồi hả? Chưa hả? Rồi. Xong rồi bác sĩ nó chích thuốc cái đồ nếu mà cũng không hết. Sao hết được? Bây giờ điều trị triệu chứng là cái gì? Không có giải quyết. Rút ra. Bây giờ trường hợp này nè. Ha. Chị này chỉ nói chị bị thoái hóa cuộc sống cổ. Nghe thì ha. Liên hợp nữa. Rồi có gì chứng minh là chị bị đó không? Chụp MRI á. Em Ray à, đấy, cũng văn minh dữ lắm em Ray nè. Ông này là gì? Anh là học chung nhé. Nè? Nói chị em này đi học chung? Dạ. Mới ngày đầu tiên gì? Dạ. À, tôi thấy ông quay bà này tôi tưởng là người nhà. Quay để hiểu đó thầy. À hiểu à, được, dạ. Những quay thì khỏi mà. Mày đi vô, mình vô đây có mấy đứa cháu nữa hôm nay. À vậy hả? Rồi, thế thì cái bệnh của bà là không thể nào chữa một ngày hai giống như tôi nói mọi người á. Thứ nhất là phải bỏ đói cơ thể là chắc rồi. Bỏ đói bụng quen đi đâu. Giỏi. Đấy, bỏ đói là hôm qua giờ rồi, giỏi. Rồi bỏ đói luôn buổi tối mà trong tối để ăn mà. Đói ăn nhẹ thôi. Ăn trưa cơ mà. Ăn trưa thôi. Mà ăn trưa thấy ngon hơn đúng không? Ngon hơn. Rồi đấy. Chiều trưa, bỏ ăn luôn. Bỏ ăn luôn. Đúng về chiều chơi. Hay bỏ đói bao nhiêu ngày? Nói 2 ngày. Bỏ đói suốt đời. Bởi vì khi mà mình đã lặp lại một cái quân bình trong vấn đề ăn uống rồi đó, thì ngày nào cũng là đại tiệc. Bởi vì trưa nào mình ăn cũng ngon, ngon lắm kìa. Ủa? Là chị dồn đá này là lúc nào? Tháng 2 vừa rồi. Tháng 2 vừa rồi là tháng nào ta? Tháng 2 Thứ 2. Tháng 2. Mấy đứa cháu ở trong đây nó mua nó gỡ với cho. Tháng 2. Vậy là 1 năm nữa rồi. Đấy. Ừ. Tức là nhờ 1 năm nay dồn đá cho nên chị mới chịu nổi tới ngày nay để vô đây. Rồi. Có mổ không? Không, tính mổ. Có biết tâm mổ không? Sợ lắm. Chồng đá ngày 2-3 lần luôn rồi. Không có làm gì sáng chồng. Ở quê làm gì? Bây giờ già rồi nghỉ, con mới thân nghỉ. Hồi trước làm gì? Cái này mua bán. Mua bán thôi. À, bây giờ là con nó lo hết rồi. Gia đình yên tâm rồi. Bây giờ chỉ làm sao lo sức khỏe của mình. Lo sức khỏe mà lo không rồi. Rồi trước. Rồi mọi người thấy nha. Như bác này ha. Bây giờ bác quyết tâm bỏ đói nè. Rồi hốt không khí chưa? Giỏi không? Hốt không khí rồi nè. Chồm đá rồi nè. Mà chồm đá thì trước rồi. Nhưng bây giờ á, là chồm đá sẽ thấy hay hơn trước nữa. Tại vì giờ có bỏ đói với hốt không khí. Thấy nó khác hơn liền. Rồi bây giờ thôi. Bây giờ vậy là mừng cho chị rồi. Vậy là đâu cần chữa đúng không? Chữa lắm, chữa lắm. Bây giờ chị khó chịu gì nhất chị nói mọi người nghe.
yên đây, yên đó. Rồi. Như hai cái đầu gối. Nè, bây giờ mình giải quyết từng phần. Bây giờ mình giải quyết hết cái là một cái là chị này chị không vui lắm. Mình chỉ giải quyết từ cái cuộc sống đó lên thôi, khỏe đi. Nha, còn cái chân này để cuối tuần, đúng không? Đấy, đại dụng nó như với người khác. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi, đứng dậy đi. Bây giờ đầu tiên á, của những cái trường hợp như vậy á, là chúng ta làm gì? Chúng ta lấy cái tay sờ vô cái động mạch cảnh. Ha, thì động mạch cảnh như này bên đây ok. Bây giờ sờ lên đây coi sao. Ngon lành. Nè, thế thì chị này á, chị bị rối loạn tiền đình. Nè, chắc chắn một điều là chị sẽ bị buồn nôn. Con. Cái. Đó. Ủa, biết tại sao tôi nói cái đó. Tại vì á, nếu như mình sờ động mạch cảnh của chị này mà bị tắc, thì chị này bị rối loạn tiền đình nhưng mà không buồn nôn. Nhưng mà nếu như mà còn kèm theo cái bây giờ tôi sờ hai động mạch cảnh này không có vấn đề. Như vậy là hai cái động mạch cổ ở đây nó bị chèn này. Mà khi mà nó chèn đây mà hai động mạch cổ này nó đưa lên máu lên trên não rồi sao này, và hệ thống được cái đuôi nằm đây này, là chắc chắn một điều là sẽ buồn nôn. Nhờ má cục đá lên nó đâu đỡ đi nằm chứ không chịu nổi nè. Nhờ mấy cục đá. Đá bình định ha. Ủa sao mình lưng nước cái gì nè. Đá rồi về giỏi được rồi. Cái tay này lễ ra sao nữa ok được chưa đây phải không? Rồi tay này cũng hơi đau phải không? Rồi đau rồi tay này lên nữa rồi cũng ở đây tới đây ha mọi người nhìn ha, tức là hai cái tay chị này không có đáng lẽ phải lên tới cao đây ha. Rồi bây giờ tay này ở trên tay này ở đây hai cái có chạm nhau được không? Không xem hết nè. Rồi sao bắt xa luôn hả? Rồi cái hai này làm vòng trở lại. Rồi chồng lại, tay này chồng lại. Đưa lên. Rồi hai cái nó chạm vô coi. Chạm nổi đó. Chạm nổi, ok rồi. Xử thôi. Rồi, đứng ra nha. Đặt ra qua đây đi, cho nó rộng chút xíu. Ở đây. Ok. Xài kim cương xanh nè ha. Nhà chắc giàu lắm ha. Nè kim cương xanh nè. Bọc tròn rồi đeo đầy chứ. Bọc tròn này nhà chùa cắt nè. Thôi chắc rồi. Ông đi chùa đó. Ông chùa đó còn dần dạo nữa. Đứng gồng, để tay mềm lên. Rồi tắt kim bả đi. Trời ơi, cũng mua đen lắm. Thì cố gặp mềm tay đây. Lần lên cái đầu luôn ha. Bên này nhiều đau hơn. Được chưa? Rồi có mấy đứa con? 5 đứa. Dạ, đẻ dài dữ ha. Lớn hết rồi hả? Lớn hết, cả gia đình hết. Có gia đình hết rồi, vậy là bà chướng rồi đúng không? Nhưng mà còn hai đứa cháu nậu. Rồi. Hai đứa cháu nội nó không có ba cháu mẹ. Không cha không mẹ. Sao vậy? Em ba mẹ nó mất hết. À, tại đi tàu ha. Ừ. Tội quá ha. Rồi, mọi người thấy mình rủ tay vậy chứ mà khác nhiều mà ha. Rồi, các vòng tay ra sao ngon lành chưa? Nhẹ hơn thế không? Mọi người thấy không? Nhẹ hơn liền ha. Rồi, cái này lên cái nhẹ hơn liền. Cái này chưa bằng, đúng không? Rồi, đến nổi. Rồi qua đây. Ê, bệnh tật quá. Rồi. Đi bác sĩ nó có cho con nhiều bệnh nữa à? Chưa. Để im vậy nha. Nhắm nó kêu rớt nè. Hả? Nhắm thì không quen nó kêu rớt đã. Ôi dạ. Mình có nghe.
hôm qua làm cho bà kia cái rốt nghe đã, nghe đã, bữa nay còn nghe khoái ra. Thôi gọi lên đây ngầu á, rồi đi ngồi chứ sao, rồi quay lại, quay lại, quay lại, quay lại đó, rồi xích qua đây lên chút nữa nữa đó, vậy đó, rồi ngồi sát sát này vô trong nó giữ chân đó vậy ha. Ok rồi, nắm cho thiệt chắc, để đây. Ok, đừng có thả ra nha. Rồi mềm 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 ra, mềm thả lỏng đó, thả lỏng vậy đó, ừ thả lỏng ra nha, thả lỏng ra đó, rồi thả lỏng ra, đứng gồng gồng cái nó dậy xương sống á nha. Giờ nghe rồi hả? Vì sao cái ngực mình tự nhiên bây giờ nó lại đổi xuống đi, ngực nó ẩn tắt. Bây giờ nó trẻ quá rồi, đi cho nó ẩn ra, đúng không? Đi nó ẩn. Ừ. Rồi, mềm cái cổ, mềm cái cổ, đừng có gồng. Nghe chưa? Nghe rồi. Nghe rồi, vậy nằm xuống đi. Rồi, nằm xuống, đó. Ai giúp dùm cho chị này? Rồi. Ôi vậy được rồi đó. Nghe sao? Nghe nó nhẹ. Vậy sao? Nghĩa là đỡ mỏi rồi. Đỡ mỏi rồi ha. Rồi tay giờ đứng qua đây. Chồng trở lại đây, đứng đây. Bây giờ chồng lại đứng đây. Rồi. Đưa lên. Con lên đây hả? Rồi. Thứ hai này nhập lại có được không? Chắc không. Chưa được ha. Được. Không phải. Tại vì năng cho nhiều chút nữa. Vô cái tay này dỡ lên đi, đỡ chứ. Cái tay này bị đau nhiều. Thấy chưa? Đỡ. Rồi đó. Có khá rồi ha. Đó, mềm mềm rồi ha. Dạ, làm nặng lắm rồi. Thấy tay chân mạnh quá. Rồi. Okay. Không? Rồi làm lên cho cá như vẻ. Đây tôi hứa làm bị cổ tới lưng, đúng không? Rồi chú hay qua đây. Đó, vậy đó, ok. Rồi, cái chân này co xuống vậy, đó, vậy là đó. Nha. Đấy, bàn này là phải là, thấy không? Nắm chặt này, hai cái này lại đó. Rồi, chỗ này cho nó đau nha, nói nha. Chỗ nào đau? Chỗ này đau đúng không? À, đó. Bên tiền ngay chỗ đau phải không? Rồi. Rồi quay lại đi. Đã quá rồi. Bỏ chân qua, chân đi thẳng ra. Bỏ chân ở đây, ok. Rồi, ngồi dậy, được rồi đó. Bây giờ đi tới luôn rồi. Con làm chưa? Ngon. Cười điên. Rồi, bây giờ sao rồi? Nghe nó đỡ nhiều. Nghe đỡ nhiều rồi hả? Vậy là không tiếc công đến đây phải không? Cổ ngon lành chưa? Cổ chưa được ngon, nó còn miếng. Còn miếng hả? Miếng sao? Miếng. Nó miếng qua tay mặt. Miếng qua tay mặt. Ở đây phải không? Ừ. Tao đây phải không? Đâu đó. Vô đeo đâu quá. Đeo quá, đeo quá. Đeo chút xíu. Rồi, thôi được rồi.
bây giờ bữa nay chỉnh vậy rồi được rồi, để cuối tuần làm thêm lần nữa cho thêm luôn. Ok rồi. À, làm được cái ù tay đi mà ù. À, tay ù hả? Bây giờ thấy ù không? Mà nói có bị lỗ tai nào nghe không được không? Nghe cho mày nghe ít được lắm. Nói tai cho nó nhẹ nhã có hiểm nè. Rồi, vậy ngồi đây. Ai đứng giùm, anh đứng ngoài đó, đứng ngay cửa. Anh hỏi giùm, nói vừa. Nghe không nghe, bà nghe rõ không? Nghe được. Rồi, tiếng mỗi bài cận cái lỗ, một lỗ bên này, rồi nói thứ đi. Rồi đó, lần này nghe được không? Nghe ít được. Nghe ít được, bị cái tai bên kia. Đấy. Rồi để chặn cái tai bên đây. Rồi. Rồi sao rồi? Sao, lỗ tai nghe được không? Nghe được, mày nghe nhỏ lắm. Nghe nhỏ lắm, tức là chủ yếu là bên lỗ tai này ha. Rồi, chị đứng dậy đi. Rồi, thử luôn nha. Rồi, để đây. Ở đây mình học hết rồi ha. Đặc biệt của người mà bị cái tai á thì mọi người thấy là mình khi mình để vô á người ta đau dữ lắm, đau quá đâu không thua gì cái này, không thua gì chừng nào mà mình làm cái dưới kia nó còn ghê nữa. Gì chữa bệnh thì chịu đau, chịu đau thì không phải nó mổ sao. Đâu tơ tánh luôn anh. Làm tơ tánh luôn. Anh chấp nhận cái này phải làm. Bây giờ biết sao. Cho nên là mọi người sẽ thấy nè. Vì này nè, mở nó cũng dư nè, thấy chưa? Thấy chưa? Nó nóng vậy ha. Vì này chỉ nhịn đói trong vòng nửa tháng nữa cái lời này mất hết. Rồi từ riêng cái đó không, cũng đã làm cho chị nghe tốt rồi. Thấy không? Người khóc luôn. Không giống như làm sao mà khóc đi. Ok. Thì bà cũng kiên trì dữ ha. Tìm giống như đi đâu? Hà Tĩnh. Ôi trời, bà đi Hà Tĩnh. Đi Hà Tĩnh luôn. Cho nên nếu mà có nó mệt quá mà nó không dậy. Ráng thôi, ráng. Có mà nhìn nhìn cái tay này. Thua. Sao? Đâu ai đâu biết gì đâu. Nếu đã sao? Không biết luôn rồi. Rồi, bây giờ bên đây lại thấy coi. Rồi anh nói gì hỏi gì. Rồi bây giờ sao thấy đỡ chưa? Thấy nó đỡ mà nó đau quá. Rồi, đúng rồi, rồi. Tiếp tục chiến đấu nha. Cảm ơn thầy. Rồi, xin mời tiếp người thứ hai. Hồi trước làm gì hết nè? À, à mổ cái lưng á, ừ. Ừ, à, khỏi mổ. Đương nhiên đâu cần. Vì thực ra là mọi người hiểu chứ nè. Đối với những cái trường hợp mà bị cột sống cổ á, mà chị này á, vẫn còn nói được, vẫn còn đi đứng được thì chưa đánh đổi được nè. Thì ở trong cái bài mà chữa cái cổ là mình lúc nào học nè? Thứ năm. Thứ năm học thì trong phần thứ năm sẽ nói cho chị nghe. Bữa nay tôi chữa thôi, vì bữa thứ năm á, là sẽ nói cho chị rõ là nên nằm cái gối nào, rồi nên dùng cái đai ra sao, à, rồi kết hợp chữa trị sao. Giờ trước mắt ở đây á, là chị cứ thực hiện những cái lời nãy tôi nói á, tức là mình nhịn ăn nè. Bữa nay bắt đầu nhịn chưa? Em chưa biết. Thua bài thiếu, ăn thua gì thiếu, mất cơ tim nó không có đâu. Sáng nào em có thể uống nó biết rồi. Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà em đừng uống nữa. Buổi trưa ăn cơm đủ, nghe lời tôi đi. Dạ, không biết là buổi sáng tôi uống. Không, uống buổi trưa. Dạ. À, cái điều quan trọng của bỏ đói cơ thể là gì mọi người biết không? Tức là
họ không ăn là chuyện đương nhiên rồi, mà không được uống bất cứ một loại thứ nước gì ngoài chỉ nước lọc, thuốc bổ không được uống, thuốc uống men vậy, chỉ nước lọc thôi, nước trắng thôi, không đường, không mật ong, không sữa, không nước trái cây gì hết, tất cả đều no. Đó nó no rồi còn cà phê gì bà nội. Không có dùng bất cứ gì. Khi mà giờ mình dùng bất cứ một loại gì cho cái cơ thể mình trong cái lúc mình bỏ đói á, thì mình gọi là phá vỡ hợp đồng của mình. Hợp đồng của mình là không ăn, không uống. Nhưng mà khi mà mình dùng bất cứ một cái gì á, thì cái cơ đổi là cái cơ thể mình á, hai cái bộ phận mà tôi đã nói từ đầu á, một bộ phận là của cơ thể để mà đề kháng chống lại bệnh, một cái bộ phận nữa là cái bộ phận dự trữ, nó đã chuẩn bị hết rồi. Khi mình nhịn đói thì lập tức hai cơ quan này nó làm việc, và khi làm việc á thì cơ thể mình nó biết cứu sống mình ở trong cái giai đoạn đó này. Cho nên không cần thiết cái gì hết. Nhưng nếu như mình chỉ cần nếm chút xíu mật ong thôi, một chút xíu sữa thôi, một chút xíu nước trái cây thôi, thì nó nghĩ rằng là có viện trợ rồi, nó không tiếp nữa, nó đóng cửa lại hết, phẹt mê non, không làm nữa. Mà khi nó đóng lại hết rồi thì lập tức mình sẽ thấy cái dấu hiệu của cái cơn đói xuất hiện liền. Tài năng cái đóng thiên năng này bắt đầu ấy đói. Mà đói nó thể hiện bằng cái gì? Bằng chóng váng, bằng chóng mặt, bằng hạ đường huyết, bằng làm khó chịu đủ thứ. Nó giống như là một cái hình ảnh biểu tình vậy đó. Vì nó không biết, nó nói bây giờ rồi, bắt đầu rồi. Còn nếu như mà mình không dùng bất cứ gì đó, thì cái thằng kia tự động nó cũng tiết đạm ra, nó tiết đường ra, nó tiết mỡ ra. Để làm, mà chính nhờ vào trong cái thời gian á, mà mình nghĩ vậy đó. Trong cái thời gian mình nghĩ vậy đó, thì cái đường á, tôi gọi là, tôi hay nó đùa là súp be đường, nó tiết ra, nó đốt toàn bộ cái mỡ mà thừa mình, mà thận mình chỉ có 5% nhưng mỡ nó 95% này. Nhưng lý do tại sao mà Kim nhịn ăn kiểu này mà lại gầy, mỡ tiêu nhanh? Mọi người làm thử đi, 4-5 tháng mình đi ra thử cholesterol trong máu rồi gan nhiễm mỡ cái bài mất hết, không cần viên thuốc nào. Hồi xưa giờ là người ta đã dùng rất nhiều phương pháp để mà tiết thực tiệt thực rồi, nhưng mà những cái phương pháp khác là sai nhiều lắm. Sai là vì họ dùng nước trái cây họ sẽ chết. Họ dùng nước trái cây, tôi nói ngày xưa ông Tư Sự ở ngoài Long Thành đây nè, ông cho một cái người mà theo làm mà nhịn của ông ấy nha, mọi người có thể nhịn không ăn 100 mấy chục ngàn như muỗng nước trái cây, hiệu quả không có. Thấy hay thiệt nhưng mà không ok, đâu cần phải hành hạ cơ thể mình vậy. Tại vì nếu mà mình nhìn vô đó là cơ thể mình kiệt sức, không chết nhưng mà kiệt sức. Mình tái tạo cơ thể mình thành một cái cơ thể khác để mình có thể sống lâu hơn, chứ không phải là làm cho cơ thể mình suy kiệt. Cho nên trưa mình phải ăn đầy đủ, trưa mình phải ăn thật ngon, trưa mình phải ăn những cái món gì mình thích nhất. Hiểu tôi đó không? Không cần kiếm. Tôi bây giờ tôi nhịn bữa nay đó là 5-6 tháng rồi thì phải. Mà từ một cái người mà bụng to bự giờ gọn gàng lại này. Bây giờ hôm nay là tôi buổi chiều tôi ăn hơi nặng chút xíu để cho tôi giữ lại trọng lượng bị xuống nhiều quá, nhìn sẵn rồi. Ra là để cho nó xuống vừa thôi, giữ. Chứ còn trước đó là để mình ăn uống mình không kiểm soát. Ok, rồi, đồng ý tôi chưa? Bây giờ chị còn khó chịu gì trong người nữa? Bây giờ thực sự là em muốn học luôn hai nước, chiều hôm qua là em đã ăn trưa để em đi học, học lúc đó, chịu. Đúng rồi. Chịu không nổi. Không sao đâu. Chưa bao giờ em ngồi 3 tiếng từ sáng, 4 tiếng. Rồi mốt là sẽ ngồi được lâu, rồi mình sẽ làm đá, mình đến đây rồi mình trường đá, rồi mình nói chung là giống như mình đến đây, giống như mấy ông này nè. Rồi đến đây mình học, nhưng mà giống như mình vô mình nhập viện vậy đó. Mình bắt đầu mình tiến hành mình chữa bệnh mình luôn. Ừ đó, cái đó bậy bạ. Không, nhưng mà chỉ có uống mật ong. Ừ, bậy bạ, nó bậy bạ. Là dược sĩ bên đông y chỉ dạy cho bọn em. Cái đó là bậy bạ. Thanh lọc, gọi là thanh lọc. Thanh lọc, không có thanh lọc chứ đó. Mà em muốn xuống 3 ký. Xuống 3 ký không ăn thua, đó tôi nói rồi, cái đó mấy cái đó nói cho chị biết là mấy cái đó tôi đi qua hết rồi.
Tôi là mấy chục năm, 20 năm nay tôi làm không có thứ gì tôi cũng làm. Tôi còn làm đến nỗi mình nhịn ăn một tháng luôn, không ăn uống cái bất cứ gì uống nước lọc không. Nhưng mà hại, hại lắm. Bây giờ, tới bây giờ tôi mới phát hiện ra phương pháp này mới có 4-5 tháng rồi đó. Cơ thể thay đổi hết, giống như tôi nãy mấy chị này báo cáo. Đây là cái phương pháp rất đặc biệt. Và cảnh báo là không được là nhịn. Nhưng trước tôi bị gút á, là không có lúc nào mà tôi đi xa, tôi đi nhất mà tôi đi là ở những cái vùng mà có đồ biển đồ ngon á, là bao giờ tôi cũng thủ thuốc gút đó. Tại vì tôi ăn vô chí cốt là cái chiều nằm này luôn rồi. Thấy không? Ăn cho ngon miệng là chết thật. Nhưng bây giờ hết rồi. Từ khi mà tôi thay đổi cái cách ăn uống, bây giờ tôi ăn không ngán gì hết. Mà không bao giờ bị đau bây giờ. Kỳ diệu không? Cho nên á, trời sinh ra để mình hưởng thụ, chứ mới đời trời sinh ra để mình không ăn uống gì đau khổ. Em thì không quan trọng vấn đề ăn uống, nhưng mà phải ăn chay được. Không. Đừng ăn chay. Em đừng ăn chay. Em cứ ăn như kiểu tôi đi. Em lúc đó em ngon, em thấy cái miếng thịt, miếng cá, miếng gì em ăn ngon, ngon đáo để luôn. Lúc đó em quên vụ ăn chay liền. Cho nên hồi xưa là lúc mà ông Đạt Ma ông đi qua sang tới Mặt Xây, lúc tôi ở bên Pháp ông đi qua ông nói chuyện, thì tụi này hỏi vậy chứ bây giờ có cần phải ăn chay không? Ông nói ăn chay gì tôi ăn thịt không à? Thế mình hỏi tại sao mà Lạt Ma lại ăn thịt? Ông nói có gì đâu mà không có, tại vì trên núi ở Tiếp Bê làm gì có rau đâu mà ăn. Thịt không ăn. Thấy không? Nhưng mà không phải ăn chay mới thành Phật được. Mấy ông cũng là Phật sống vậy. Nhưng mà ta ăn chay không phải cái đầu óc người ta không có là sát sinh hại vật, mà có khi ta ăn cái miếng thịt đó, ta cầu nguyện cho cái linh hồn của cái con này được sống siêu thoát. Người ta không có cái tham cái chuyện mà ngon đó, như mình thôi, mình người phàm ăn miếng cho ngon, người tu thì ta không có cái đó. Ok rồi, bây giờ là quyết tâm rồi ha, rồi biết cách rồi ha, rồi mọi người sẽ lấy nè, đây nè. Thấy không? Như vậy là thừa nè. Đây nè. Thấy chưa? Đó. Vậy là mở thừa nè. Thấy không? Đây là thừa nè. Đây thấy chưa? Đó. Ở đây là thừa luôn. À thì cũng được đỡ nghe. Mang tay cái gì đấy? Đây. Tay gì vậy? Em mổ cái lưng như là em đâu đã bỏ ra. Rồi khổ quá. Tay này phiền lắm. Tay mình không mang lâu được nhiều cái gì. Mà tôi không hiểu tại sao mình suy nghĩ mấy ông nhà khoa học mình thông minh đỉnh ngộ mình lại cho đeo cái đai này, vì khi đai này mà mình đeo lâu ngày nó bị tắc mấy con mạch máu mình hết. Ra đường thôi, cái đai mà mình sử dụng đây á là một ngày mình chỉ đeo 2 lần, một lần đeo nửa tiếng đủ, không đeo lâu được nhiều. Không, cái này đeo đai khác, đai bệnh viện cho. Không sẽ, không phải là không xài được, sẽ tạm để cố định lúc ra đường. Ok, rồi bây giờ trong người khó chịu gì không? Chứ thầy là em rất muốn theo học luôn 2 buổi. Ừ. Em không ngồi được. Vấn đề là nó tê cái tay cái cổ. Buổi đêm thứ 2 là đêm thứ nhất luôn cái cổ cái tay. Rồi bây giờ để tôi làm cho, giờ tôi làm cho hết rồi để ngồi. Hả? Ok. Rồi hiện nay giờ có tê có gì không? Rồi, ok. Mỏi rồi ngồi vậy đi. Cái mỏi là tại sao quý vị? Là do khổ thôi. Nhà ở đâu rồi? À, Phạm Sư Long gần đây mà. Phạm Sư Long là ngay chỗ cái bệnh viện rồi. Mình chết rồi. Bảo hiểm của em đi. Nó đi vô là để phải hay là để trái? Em ở chỗ nhìn sang là đi Cù Lao. Chỗ đâu? À, Cù Lao, rồi rồi, tôi biết đó rồi. Hồi xưa là tôi ở Phan Xích Long, nhưng mà tôi ở ngay chỗ điện lực. Cách đây 2 mấy năm ở đó. Rồi ta kia, tôi đứng dậy đi.
Thế này đi sẽ bằng gì hay gì? Tuần 2 của mình. À, thuê là lại cho bấm. Bấm là bấm sẽ bằng. Ủa rồi sao biết ở đây? À, lên mạng coi hả? Rồi ok. Rồi nắm chặt lại cái này nha. Chữ gì nha? Rồi tới đây. Để qua đây chút xíu mình cũng nghe được điều này. Rồi xếp ra đây tí. Nắm chặt lại đây. Rồi, ngồi bên đây. Xích qua đây đó, quay lưng lại. Rồi, xích ra lùi lùi ra chút đó. Ok. Rồi, nắm chặt lại. Giữ vậy nha. Phải giữ chặt đừng để điện đi rớt tay ra nha. Rồi nằm xuống luôn. Hết hồn. Rồi thẳng lên ra. Rồi xin mời. Tại vì á, là khi mà nó kéo cái này á, là không phải nó kéo cái cột sống cổ không, mà nó còn kéo luôn cả cái cột sống lưng luôn. Chào đã chưa? Không sao. Không sao. Thì thực ra là khi tôi kéo là tôi đã tính cái mức độ kéo này. Là chị yên tâm. Giờ ta đỡ chưa? Thế thì như vậy á, là chị bắt đầu tiến hành làm mấy cái công chuyện ở đây đi. Sáng nay em cũng đã hết. Hết rồi. Em đã làm 100 cái. Ừ. Nhưng mà khi hôm nay em muốn hỏi đây là nếu là dụ như là buổi sáng như vậy đó, thì trưa em có cần phải uống thuốc áp huyết hay là nghỉ? Phải uống. Vẫn uống. Không được ngừng. Em vẫn phải duy trì. Phải duy trì. Nhưng mà thay đổi cái giờ. Thôi, thay đổi giờ thôi. Thuốc huyết áp, thuốc tiểu đường, thiết tiêm, thuốc tiêm mạch không được ngưng. Đặc trị vẫn có dùng. Mọi người nhớ một điều nhé. Đây là một cái phương pháp bổ trợ chứ không phải là phương pháp có thể thay thế hoàn toàn phương pháp từ trước tới nay. Nhưng mà nó là một cái bổ trợ tích cực nếu như mình biết kết hợp với nhau. Không được dừng thuốc. Cho nên nhiều người uống vô, trời ơi giờ tôi làm này hay quá, giờ tôi không uống thuốc nữa. Không được. Cái đó không được. Cấm hoàn toàn. Nè. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là thầy thuốc. Tôi biết cái điều đó. Và cũng như có nhiều người đấy, bây giờ là huyết áp tôi cao rồi, tôi mà tôi quen tôi không thấy gì nữa. Tôi không cần dùng thuốc có được không? Đâu phải. Trên đời không phải là huyết áp ấy, mà nó cao lên á, mà vượt cái ngưỡng đó nó phá tan tành cái động mạch của mình. Đó. Nó phá hư mạch máu mình đó. Đâu phải cái chuyện đó đâu. Thật ra nhưng mà mình thấy mình quen mình không có vấn đề gì. Nhưng mà nguy hiểm lắm quý vị. Bắt buộc phải uống thuốc huyết áp. Để chi? Để nó làm huyết áp mình luôn luôn cân bằng. Nhưng mình nhớ nha, khi mà mình làm phương pháp của mình đây rồi, mình uống thuốc buổi trưa, trưa mình điều chỉnh về rồi. Nhưng mà đặc biệt một cái là huyết áp chúng ta sẽ ổn định tuyệt vời luôn. So với không chỉ uống thuốc không. Cái thứ hai là phải mua cái đồng hồ.
Bởi vì cái đồng hồ này nó có một cái đặc điểm là gì? Là nó theo dõi được nhịp tim, nhịp đi của mình luôn. Và tôi hồi xưa giờ luôn luôn 90%, tôi nói thật không có bác sĩ nào cho tôi uống thuốc hạ xuống được. Nhờ hút không khí, nhờ nhịn ăn, nhờ tất cả những cái này, sau đó cái tim của tôi là luôn luôn từ 60 tới 70. Hồi xưa thầy đi từ, hồi thầy nhớ là từ ở chợ Đồng Xuân thầy ra ngay trung tâm của Berlin á, thầy đi bộ chút xíu là đi không nổi. Bây giờ thầy đi vòng hết ở Monaco, mà thầy đi hết cái Monaco, đi hết mà không còn bị, không mệt mỏi. Nhờ thầy hỏi uống thuốc huyết áp buổi trưa uống sao chứ, ăn hay sao à? Ăn cơm rồi mới được uống chứ. Rồi chút xíu nói như Kiền, nói mình ta lên cái này là tôi. Đó là gì hả? À, cái sử dụng nó đơn giản. Mọi người coi để xem biết ha. À, cái thứ nhất á, là cái mình để cái này vô đây rồi, em nắm cái vô đó rồi. Nó giữ cái của mình rất là ngon em, nhưng mà đây nha, bây giờ bố sẽ làm này. Cái này mình làm tự đi làm luôn được rồi. Và mọi người nhìn ở đây nó có xanh vàng đỏ, mình lấy cái xanh thôi, đây mình bơm lên thì mọi người nhìn đây nè, nè em đứng vậy rồi em quay lưng ra đây nha, mọi người nhìn nha, mọi người sẽ thấy nó đẩy cổ lên nha, thấy không, thấy chưa, rồi được chưa? Chụp xíu, chụp xíu nào, được chưa? Rồi mọi người nhìn thấy ok rồi ha. Nhưng mà có điều một vài vậy nè, là khi em theo cái này vô á, bạn thấy chóng mặt, bớt xuống, thấy buồn nôn thì tự động bớt xuống. Ở đây có lúc này. Nè, tự mình điều chỉnh. Rồi. Ngồi xuống kia là lấy cái máy chụp lại cái này. Em muốn hỏi này, em đeo cái này em có cần phải kéo một lần? Vẫn cần, cái này đủ rồi. Cái này em kéo, em soi cái này. No. Cái này đeo cái này hay hơn cái này nhiều. Cái này super luôn, không cần đeo cái gì. Cái này là của nước nào đấy thầy? Này của Đại Hàn. Rồi, phải không? Đấy. Rồi chưa? Em đeo cố định luôn. Bây giờ đeo nửa tiếng một cho lấy ra, đi đâu, lấy máy mình chụp. Cảm ơn thầy. Ok, hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan, cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.